Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một con tàu sắt nữa, nhưng mà con tàu sắt này không phải làm nghề mành chụp, mà đây là một con tàu sắt làm nghề lưới rút đêm, hay còn gọi là lưới quay. Thì trước khi thực hiện video này, mình xin gửi lời xin phép đến anh chủ tàu đẹp trai để cho mình thực hiện video. Thì mình đang ngồi ở trước mũi tàu, mình sẽ quay chi tiết những cái phần chính của cái con tàu cùng với cái cấu trúc của một chiếc lưới rút đêm, nó khác với một chiếc mành chụp như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ quay lại toàn bộ cái con tàu này cho quý anh chị chúng ta xem. Mình nói quý anh chị bởi vì cái lượng khán giả của cái kênh của mình nó có khoảng 30%, gần 30% là một số bạn nữ, một số chị cũng theo dõi cái kênh, cho nên nhân tiện đây mình xin gửi lời cảm ơn đến 30% bạn nữ đã ủng hộ. Thì mình đang ngồi trước mũi tàu. Đây, con tàu này cấu tạo mũi tàu nó khác với cái con tàu sắt hôm bữa. Mũi tàu này nó làm có một cái nghè. Cái nghè này nó sẽ chịu hai sợi dây rút, khi chúng ta đánh lưới quay thì chúng ta sẽ kéo những cái sợi dây rút lên. Sợi dây này tầm khi 36 38, nhưng mà nhìn lên máy quay chắc có lẽ rất là nhỏ, cho nên là một số anh chị cứ nghĩ là mình nói xạo. Còn đây, cái này ở mình gọi là cái lưu lô, không phải cái thằng lính. Thì cái này lên máy quay chắc có lẽ nó cũng nhỏ như anh chị nghĩ, nhưng mà mình lấy game mình đo cho anh chị coi. Game của mình là 22, mình đo gần hết 2 game. Thì cái con này là nó là rộng 40, tính luôn phủ hai cái thành này nữa là 50, cho nên là những cái kích cỡ nó được thu vô trong cái đoạn video mình quay nó sẽ nhỏ lại rất là nhiều, cho nên là những cái điều gì mà mình nói mình lọt tả trong video là những điều hoàn toàn với ở bên ngoài mô phỏng lại. Thì con tàu này hình như là không có làm nước, cho nên là mình thấy con tàu này nó có nhiều cái chỗ nó xét, nó đổ xét ra. Thì ở đây còn có một cái trụ bằng sắt, trụ này dùng để quay neo. Thì mình sẽ đi ra sau lần. Ở đây nếu như ở lưới rút thì ở đằng này sẽ là một cái trụ, này họ gọi là cái trụ súng. Thì ở cấu tạo của con tàu sắt họ vẫn làm cái trụ súng bằng sắt luôn. Sắt này là sắt bồng nhưng không phải sắt đặc nha. Thì ở đây có hai cái súng phen. Hai súng phen này khoảng nóc 140, ống nóc 140. Sử dụng phen phen này hình như là phen 20 kg. Phen này là phen 20 kg. Phen 20, cái này 20, như cái này 15 hay sao? Phen 15 kg. Có cái này là chỉ có cái này là 20 kg thôi. Bắt đầu mình review đi ra lần. Ở trước này vẫn có một cái khoan hầm bằng sắt luôn, để có những cái dấu tích của sự xét. Này mình thấy có một cái cảo, cái này cái cảo nhỏ. Cảo này chắc có lẽ là cảo cái motor này motor này có lẽ là cảo những cái vật dụng cần thiết nhỏ hơn. Là mình đi quay trên xe quẹ của con tàu. Xe quẹ của con tàu nó có 5 hầm, và bên này có một cái hầm giữa lối đi sàn rộng, ở đây nữa là 6 hầm. Ở đây từ cái trụ súng này, bên kia là hai cái trụ, một cái trụ súng có hai cái còng phen dùng để đánh cái dàn lưới rút đêm được tủ tủ bạc và tủ vải lại rất là kỹ càng.
nhưng mà ở đây mình vẫn thấy một cái trụ súng nữa. Thì chiếc lưới rút này có lẽ là trên chiếc tàu này chở tới 2 dàn lưới. Cái trụ súng bên này sẽ đánh một cái dàn lưới khác, đó là dàn lưới có thể là dàn lưới rút ngay. Thì mình được biết là anh chủ tàu này ảnh rất là giỏi, ảnh có thể là chở cùng một lúc 2 dàn lưới và đánh bắt cả ban đêm lẫn ban ngày luôn. Đây là ở những ghi gỗ thì chúng ta sử dụng cái trụ cảo bằng gỗ, thì ở những con tàu sắt thì họ sẽ sử dụng những cái trụ cảo bằng sắt. Ở đây mình thấy một cái trụ cảo bằng sắt rất là to, mà mình không biết là nếu mình ôm cái trụ này ôm hết không biết, ôm thử chứ mình to quá to, mình không biết là nó tầm bao nhiêu. Là mình ôm cái trụ sắt này không có hết nha mọi người. Trụ sắt rất là to khủng khiếp, có cầu thang đỡ đi lên trên đỉnh trụ. Ở đây có hai cái cần vợt. Hai cần này đỡ múc cá và giang đầu mé. Và những cái sợi dây để giữ hai cái cần này là những sợi dây cáp phi 20 mấy, mình không rõ, nó nằm cũng khá là xa. Đây là toàn bộ dàn lưới của cái điểm khác biệt rõ nhất, đó là đối với một con lưới rút như là một con mành chụp. Thì ở mành chụp thì cái dàn lưới nó có tí xíu giống như video trước mình quay, nhưng mà ở một chiếc tàu lưới rút thì đây dàn lưới to đùng cỡ này. Dàn lưới này chắc là 28 tấm, mình nói nôm na là 28 tấm, nhưng mà nói cho dễ hiểu thật sự là cái chiều dài của tổng thể cái dàn lưới quay này nó hơn 1 cây số và nó sâu khoảng hơn 100 mét, đánh cho chiều sâu, còn chiều dài là hơn 1 cây số. Đây bây giờ mình sẽ đi lần ra sau tàu để tìm hiểu xem những cái điều gì khác biệt cấu tạo của một chiếc lưới rút bằng tàu sắt và chiếc lưới rút bằng tàu gỗ. Thì mình thấy cái điều khác biệt đầu tiên mà mình thấy đó là con tàu sắt, tất cả cái gì xung quanh nãy giờ mình bắt gặp nó đều bằng sắt, chỉ có những cái công cụ bên ngoài, công cụ đánh bắt thì nó không phải bằng sắt thôi. Bây giờ mình sẽ khám phá thêm nữa. Ở đây mình thấy có một cái cảo dùng để cảo dây rút, nhưng mà cảo này thì rất là khác so với những cái cảo mình thường thấy. Cảo này chắc là một cái cảo chuyên dụng để sử dụng trong đánh bắt. Ở cảo nói chung là cái cảo này nó dùng cho bên phục vụ cho biển, chính xác đơn giản và dễ hiểu nhất là vậy. Còn những cái cảo khác, những cái kẻo mà nó có một cái đầu nồi tròn rồi hai cái cánh ghè đưa ra đổ hai cái lô này vào, đó là cái kẻo của xe máy quả ý lộn đó là cái kẻo của những chiếc xe, những kẻo của xe hơi, kẻo của những chiếc xe ô tô, những chiếc xe tải để đưa xuống tận dụng lại. Đó là kẻo cũ, kẻo đồ xe cành han, chúng ta mua lại những cái bãi thu thập tập kết của những cái đồ mà tháo ra từ chiếc xe máy mà nó bỏ ra và chiếc xe tải mà nó bỏ ra thì đưa vào sử dụng trong đánh bắt. Còn đây là một cái kẻo chuyên dụng, rất là kẻo này chắc là khoảng nó chịu lực chắc phải vài chục tấn, mình nghĩ là phải tầm 25 tấn trở lên chứ không hề dưới. Giờ mình sẽ đi lên trên hay đi thẳng ra sau trước ta? Mình sẽ đi thẳng ra sau trước để hết toàn bộ phía bên dưới của thân tàu. Thì bây giờ hiện tại là con tàu đang là mùa đông, mùa nghỉ, cho nên là con tàu nó không có đi làm, cho nên là không có cái anh chủ tàu ở đây, cho nên là mình không có mở cửa cái con tàu được. Mình sẽ đi vòng quanh cái con tàu. Mùa đông là nó đóng sương, đóng khói gì rất là bẩn,
cho nên là khi hình ảnh nó không có được rõ. Mình sẽ chùi cái cánh cửa hương này ở đằng này để thử nó có sạch sẽ thêm một xíu nào không. Sau đó mình mới quay qua bên trong, dùng camera mình quay qua bên trong chứ không phải là mình đi qua bên trong nha anh chủ tàu. Đây đây bên trong là chỉ có vẫn có sàn gỗ, vẫn có tủ gỗ. Hình như bên trong mà cái khu vực tầng dưới này nó chỉ phục vụ để nghỉ ngơi của các cái anh em bạn tàu. Bây giờ mình sẽ đi lên trên tầng thượng khám phá, bởi vì bên trong cabin này chắc cũng không có gì đặc biệt. Hy vọng ở trên tầng thượng này cái bồn máy của cái anh thuyền trưởng này nó một cái bồn máy, cho nên nó có nhiều cái điều chúng ta để nói hơn. Ở đây mình đúng là cái bồn lái của cái anh chủ tàu, cho nên là mình thấy nó có rất là nhiều máy, những cái công đánh bắt rất là hiện đại được đặt trên cái con tàu này để phục vụ cho cái việc tìm cá, dò cá. Và rất nhiều, mình thấy trên con tàu này rất nhiều những cái công cụ hỗ trợ cho chủ tàu trong việc đánh bắt. Đây, khi đánh lưới xong thì chắc có lẽ là anh chủ tàu anh ra đứng ở đằng này anh hút thuốc để anh quan sát thử những cái bạn tàu bên dưới làm việc như thế nào. Anh sẽ đứng hai bên cánh gà, hai bên nào cũng được để anh chỉ đạo. Mình thấy cái tầm nhìn của cái con tàu từ cái cabin của tàu đi tới đằng trước là nhìn rất là thoáng. Và có một điều mình cũng làm cái nghề lưới rút này, cho nên là mình thấy là từ khu vực cabin nhìn tới cái khu vực mà con tàu nó bắt mé sau khi đánh về lưới thì cái tầm nhìn nó cũng rất là tốt. Chứ một số những con tàu gỗ thì cái mũi nó cao mà cái cabin nó không có keo ngang tầm, cho nên là khi đánh lưới xong mà cái mũi nó nổi lên rất là nhiều, cho nên là nhìn tới đằng xe để bắt mía nhìn rất là khó. Mình sẽ đi vòng quanh sau lái của cái con tàu sắt 18 tỷ này lưới rút như thế nào. Đây, bên sau lái của cái con tàu sắt này thì nhìn nó trang bị cũng hơi khác so với cái con tàu mình chụp ở đằng kia hôm bữa mình quay. Sau lái con tàu này nhìn rất là rộng, và mình vẫn thấy là sau lái con tàu này có ở ngay chỗ khu vực ông bô có ba cái ông bô, thì một cái ông bô giữa thật to cũng là khoảng tầm 2 tấc 2. Mình sẽ đi lên cầu thang trên này luôn, mình quay cho rõ. Cái ông bô giữa dành cho máy chính, nghĩa là khoảng 2 tấc 2, 2 tấc 4. Bởi vì nó cái ống bô của nó bằng cái gầu nước lận, chứ không phải bằng cái gam mình nữa. Phải ống bô này phải bằng cái gầu xích nước, khoảng 2 tấc 2, 2 tấc 4 gì đó. Còn hai cái ống bô nhỏ này khoảng 140. Thì hai cái ống bô nhỏ này chắc là hai cái ống bô đỡ nổ hai cái máy điện thắp sáng. Thì ở trên những con tàu bằng sắt này vẫn được trang bị một cái hệ thống điện thắp sáng rất là nhiều bóng. Để mình coi thử tầm bao nhiêu bóng. 2, 4, 6, 7. 7. Ở đây 2, 4, 6, 8, 10, 2, 13, 7 x 13 là 20, 20, 40, 40 bên đây 40 nữa là 80. Thì hệ thống điện của lưới rút nó không có nhiều như hệ thống điện của mình chụp nha anh em. Bởi vì mình chụp thì nó chỉ chuyên chụp trong điện để chụp thôi. Còn lưới rút thì họ chạy dò rất là nhiều, họ
ít khi mà trang điện, trừ khi có những cái ké điểm rồi đó thì họ họ mới sử dụng điện. Ở đây có một cái pha, không phải cái pha mà ở đây có là một cái bóng điện gì đây rất là lạ, hồi giờ mình chưa thấy bao giờ. Tuy nhiên cái bóng điện này nó vẫn có những cái khoang trống để tản nhiệt. Ở đây lên tàu mình mới thấy. Và cái pha này nó cũng của một cái hãng nào đó là Sportline. Bao nhiêu watt mình giờ thử bao nhiêu watt mờ hết rồi. Một cái bóng này 100 watt. Bóng điện này là 100 watt. Này là chắc là cái bóng điện điện phe thôi. Chỉ có điều thiết kế nó hơi lạ, chắc có lẽ là nó sáng hơn cái phe thường rất là nhiều. Cái phe này là bằng cái canh dầu 20 lít. Ở đây mình thấy có các cây trang thiết bị khác. Quan trọng hơn nữa đó là một máy hệ thống radar. Máy hệ thống radar nhãn hiệu Furuno. Trên cái trụ điện này như là có một cái cây chống sét. Rồi sau đó các hệ thống dây điện của đèn dài, đèn ngắn. Đây, hệ thống dây điện của đèn dài bắt tới trụ. Hình như cái trụ chống sét ở đằng trước kia hay là ở sau đây gì đó mình không rõ. Tuy nhiên ở chỗ nào mình vẫn thấy có cái hệ thống dây điện từ trên đỉnh trụ đi xuống. Ở đây vẫn có một cái còi. Hình như là quy định bắt buộc của tàu là phải có cái còi. Mình thấy tàu nào cũng có cái còi hết trơn á. Ở đây trên tầng thượng của cabin này mình thấy có những cái bồn bằng inox để chứa, chắc có lẽ những cái bồn này là chứa nước uống. Còn những con tàu sắt của mình chụp thì mình thấy không có bồn gì hết, như là nước là chứa trong con tàu hết. Ở đây vẫn có một cái cơm, cái cục phối của đèn dài, của rin. Và những cái bóng điện này mình giới thiệu là những cái bóng điện này là công suất 1000W. Nhưng mà tăng phô đã tăng áp cho cái bóng điện này là tăng phô, một sử dụng tăng phô 1500. Ở này nó có hai cái bồn gì đây mà đỏ chói vậy chẳng. Ở này hai bên này nó có hai cái bồn gì đây, chắc là cái nghĩa là hai cái bồn lấy gió. Lấy gió do tục bô. Theo mình nghĩ là vậy, còn anh em nào rành thì vào trong cái video của mình đăng lên để bình luận. Cái gì thì cấu tạo của con tàu sắt thì mình cũng không có rành bằng cấu tạo của con tàu gỗ. Rồi bây giờ mình đi xuống coi còn cái điều gì khác lạ nữa mình sẽ quay cho anh em xem. Đây, mình đã ở đằng sau quay ra trước con tàu. Thôi cái video của mình nó cũng đủ dài và nó cũng lột tả hết toàn bộ các cái gì mà được trang bị trên cái con tàu sắt 18 tỷ này. Sở dĩ mình biết cái con tàu sắt này nó 18 tỷ bởi vì cái nó được hỗ trợ từ nguồn vốn của ngân hàng và cái khung quay của nó theo khoản quay của nghị định 67 là 18 tỷ, cho nên là mình mới biết là con tàu này trị giá 18 tỷ. Chứ những con tàu tư nhân khác thì mình không có biết được. Rồi, xin chào anh em. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ video.